Chào mọi người trở lại với channel của mình. Mình là Ryan Lê và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tới phần hình chọn hình hình vuông ma thuật ở trong cái tựa game Mirror4. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Thì nhiều bạn hướng dẫn mọi người ấy là đi Mirror4 ấy, đi hình hình vuông ma thuật này thì anh em nên đi cái phòng lấy kinh nghiệm. Thì theo mình nói ngay, cái này là theo mình thì không có nên đi cái phòng kinh nghiệm. Nếu các bạn mà cày theo hướng dài lâu thì các bạn nên đi cái phòng bạc hoặc phòng vàng cho mình nha. Cái phòng đá ma thuật thì nói chung cũng chỉ nên đi một hai lần để chúng ta lấy sách đá thôi, cũng không có nên đi nhiều. Bạn nên tập trung đi cái phòng bạc vàng này. Thì cái phòng bạc là cái quái bị động, thì các bạn có thể lia quái giống mình này nha, nó cũng rất là dễ. Thì cái video trước mình chỉ các bạn xài kỹ năng rồi nha. Đây, các bạn xài kỹ năng theo những cái kỹ năng mà mình chỉ thì nó sẽ dễ hơn cho mọi người. Đây, bạn thấy không, nó lia quái khá là dễ. Thì sau khi lia một cái đợt thì xong thì chúng ta ra ngoài, chúng ta đứng, chúng ta đợt thứ hai nha. Chúng ta ra ngoài đứng này, chúng ta đợi tầm 10 giây thì nó sẽ ra đợt thứ hai. Không có cần thiết phải chạy bên kia, chúng ta phải giết người cướp 27, không có cần nha. Chúng ta chơi game làm sao để cho người Việt Nam, người khác nhìn vào thấy người Việt Nam mình chơi ok. Tất cả mọi người nhìn đây là để noi theo, chứ không phải chúng ta đi vào chúng ta giết rồi những cái lớp sau nhìn vào thấy vậy lại đi theo giết người theo. Chúng ta ăn xong chúng ta đợi 10 giây có chết chóc đâu mà nhiều bạn cứ thích đi qua cái phòng kế giết người ghê. Thì nhiều bạn họ thì hỏi mình cách cày thì mình đã chia sẻ trong video trước rồi. Thì các bạn cứ luyện lên level 40 thì nó sẽ mở chức năng chợ đấy, chúng ta đổi đồng Draco ra. Thì nhiều bạn muốn đào liền thì dạo này có mấy auto đào hắc lắm mọi người. Như anh em chúng ta cày level xa thì không có sợ. Mấy auto đó nó chỉ cày lên 40 nó đào thôi, nó không thể nào nó cày lên 60 nổi đâu. Nên anh em chúng ta cứ kiên trì cày tầm lên 60. Cầm 60 chúng ta đào khỏe tí xíu nha, chúng ta cũng chả sợ nào hack nữa. Thì trong cái video trước tại thì mình đã nói thì chúng ta farm đồng ấy, chúng ta sẽ dùng gì. Chúng ta dùng đồng này các bạn vào cửa hàng, các bạn mua mở rộng túi cho mình nha. Mở rộng túi đây, bạn thấy không, mở rộng cho mình này, cái vé 50 ô là hết 200 với lại 1 triệu đồng là cái túi của bạn sẽ lên được tầm cái túi của bạn sẽ lên được 200 ô này. Chúng ta sẽ dễ dàng đi farm cũng như dễ dàng không có cần thiết phải cái kia mọi người, không cần thiết phải cực nhọc bán đồ này nọ nha. Thì farm vòng đồng mà chúng ta sẽ có một cái khác nữa là mỗi ngày các bạn sẽ có một lượt chúng ta vào quay đá tinh linh 3 nha. Đá tinh linh 3 để chúng ta kiếm con đẹp bét 3 mọi người nha. Thì như vậy nó sẽ ok hơn cho mọi người. Nói chung thì mình nhân phẩm của mình thì ở bên Võ Lâm thì mọi người đã biết rồi. Nhân phẩm là có tiếng là thúi tai xui, mọi người qua đây mình cũng xui như vậy luôn. Mình mở con bét 3 mình mở cả tuần rồi không ra được luôn. Cay nha. Mà mình mới chỉ cho bạn kia ấy, bạn kia mở mới có lần thứ hai rồi là ra. Má nhiều khi mình cảm thấy cay dễ sợ luôn. Đó, số quá xui anh em à. Đây các bạn vào đây này, các bạn vào cái chợ này, các bạn vào sản phẩm thưởng này. Đây các bạn mở này. Phép triệu hồi đá tinh linh 3 thì con bet này nó sẽ ra bet 3 cho mọi người nha. Bet này khá là ngon. Thì ở trong video sau mình sẽ chỉ các bạn phân loại bet. Thì các bạn nên có một cái bet đấy dành cho các bạn đi trên. Một loại bet là dành cho các bạn đi farm đồng, một cái loại bet là dành cho các bạn đi đào nha. Thì các bạn nên chia ra phải không? Trong lúc mình đứng tâm sự với mọi người này thì mình chạy vô là nó hồi ra rồi. Cứ còn nhiều bạn cứ thích đi đánh máy này xong cứ chạy máy kia két làm cái gì? Mình thấy không có cần thiết tí nào anh em. Nha. Xong rồi các bạn dạy cho những cái lớp sau cày game ấy, những cái lớp trẻ sau cày game nó phải đi kết này nọ đánh chi vậy. Các bạn chúng ta đi đầu thì chúng ta phải làm sao để người ta đi sau á, người ta nể nha. Này thấy không, mình lia này. Đây mình lia là một đám này, bạn quấn một cái là bốn con nó win lại rồi. Xong các bạn, à đậu xanh nó đẩy ở đâu vậy? Này xong chúng ta quấn trước chiều này. Này thấy không, khá dễ phải không? Đấy, xong chúng ta nào rồi đứng tiếp, rồi đứng mình chia sẻ bạn tiếp. Thì nhiều nhiều bạn mình cũng coi rất là nhiều YouTube của những bạn khác. Nói chung thì nhiều bạn làm chỉ game này cũng khá là hay.
thì họ chỉ là đi phòng đi hình trường hình phố ma thuật này, thì mọi người đi vào cái phòng layout là phòng huấn luyện với phòng trải nghiệm ấy, thì nói chung cũng hợp lý dành cho những bạn muốn cày lại. Còn theo mình á, mình đi thì mình đi cái này mình đi phòng vàng với bạc thôi à nha. Thì để thứ nhất là chúng ta có thể farm cái đồng xu cổ này nè anh em. Đây cái đồng xu này chúng ta bán được vàng này nè, bạn thấy hạt mình nó cũng có 118 vàng này, thấy không, là mình bán đồ ấy nha. Ở đù bạn nào đi qua kết mình nhảy phòng của tôi mà, bạn ơi phòng này của mình, bạn ơi phòng này của mình bạn ơi. Ngoài kia không không đánh đi ra vô đây mới ghê, cái ông nội này cũng sợ ông luôn ấy. Ông đi thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy cái SLD có rất là nhiều lịch sử của ông, có nhiều ông vô giết người nó mới ghê. Thì bạn vào đây này, các bạn mỗi ngày bạn sẽ mua cho mình cái gói bước lên. Cái gói bước lên này là có bán, nó bán bằng đồng này, mua 3 lần. Xong chúng ta để chúng ta triệu hồi tinh linh. Xong các bạn mua hai gói mở rộng mua cho mình. Thì xong các bạn vào đây này, các bạn muốn triệu hồi này sách ba đồ này ba này tùy bạn. Còn mình thì mình dùng đá tinh linh thôi, tại vì không có đồng để đồng mình ép đồ cho sách cổ nữa nha. Thì nói chung mình chỉ bạn cách lưu quái trong đây luôn này này. Nhiều bạn thích đi phòng vàng với phòng bạc mình thấy cũng ok, mà đi ngang đánh cái thôi là đi theo rồi, cũng rất là dễ anh em thấy không, cho đánh cái là nó đi theo mình rồi. Thì các bạn clear lại này. Thì hôm bữa cái trong video trước ấy mình đã chỉ các bạn sắp xếp kỹ năng rồi, có những kỹ năng các bạn đánh trước, xong rồi có những kỹ năng đánh trước đấy, khi mà đối phương bị cái ớn lạnh hay là những hiệu ứng đồ ấy thì bạn đánh những kỹ năng sau ấy, nó sẽ được cộng đam cho mọi người nha. Đây thì đánh trước kỹ năng này này, xong đánh trước kỹ năng sau, thấy không, mày thấy không, được cộng đam thấy không, rất là dễ luôn nha. Thì nhiều bạn hỏi mình cái game này thì như thế nào, thì mình nghĩ game này trong tương lai là cày rất là ngon, giống như cái game Asset đấy. Nói chung ấy thì theo mình khá là ngon nha. Nhiều anh em cày khá ngon. Ông nội nào chạy lại vậy nha. Thì mình chỉ bạn, thì mình chỉ bạn luôn. Thì đồng đồng hiện tại trong cái game này á, theo mình ấy là một cái rất là quan trọng luôn, thiếu thốn rất là nhiều luôn. Nên anh em cứ việc phân vô cái phòng bạc phòng đồng cho mình đi nha, không có cần thiết gì mà mấy kia nha. Không thấy không, bạn thấy không, mình farm rất là dễ phải không. Nói chung các bạn chỉnh kỹ năng ấy, nhiều bạn mới vào các bạn sẽ để kỹ năng lung tung thấy không, xong mình đang đứng chờ tầm 10 giây chúng ta lưu quái tiếp thôi, rất là dễ nhanh em. Nói chung theo mình cái game này cũng nếu mà không cày tiền ấy cũng là một cái game khá hay luôn anh em, nên nó cũng rất là cuốn hút nha anh em, làm chơi cũng được, game này khá là cuốn luôn em. Em này cũng khá là cuốn luôn ấy. À, thì tiếp tục là những nhiệm vụ ấy, thì các bạn nên làm những nhiệm vụ một ngày các bạn được 30 lần làm vụ lấy thép ấy, thì các bạn nên lấy thép nha, lấy thép ma. Thì sau này mình sẽ chỉ các bạn cường hóa đồ, cường hóa đồ thì các bạn nên sắm cái set xanh cộng 5 trước. Thì nhiều khi cái set cộng 5 ấy sau này bạn lên set xanh dương ấy thì các bạn cái set kia các bạn có thể quăng set cổ được. Nên cái việc các bạn cứ lên cộng 5 cái set xanh dương trước. Cái set cái xanh lá cây chứ. Cái xanh dương ấy lên cộng 5 khó lắm. Các bạn nên lên 4 trước rồi mới lên cộng 5 nha. Xong rồi sau này chúng ta còn cải tẩy thuộc tính nó nhiều cái hấp dẫn lên em ơi. Nói chung game này cũng hơi
tốn kém ấy anh em nha. Nếu mà những cái dân mà chơi mà nạp tiền ấy cũng hơi tốn kém ấy nha. Đây mình cày nãy giờ được nhiêu bạc rồi ta? Mình cày nãy giờ được ủa sao cái túi nó bị mất rồi, sao không giống được. Trăm k bạc rồi, thì nói chung bạn đi một ngày bạn đi được hai lần thì một lần tầm được 200k đi thì cũng ngon chứ bộ, đúng không anh em? Ngon chứ bộ, đâu với ít đâu. Một ngày được 400k chứ một lần 200k, một ngày được 400 cũng ngon bá cháy vào chét luôn anh em. Nhưng mà nhiều anh em chơi chứ mình thấy là ngon ở đây. Đậu xanh quýnh nó gì quá thục. Thì mình trong lúc đi mười mấy phút thì mình vừa đi mình chia sẻ cho anh em luôn. Có nhiều cái cũng thú vị ở trong cái game này lắm nha. Thì nhiều bạn mới vào sẽ không biết về cái kiểu mà cái đá ma thuật này này, đá ma thuật này với lại cái những món này này. Thì các bạn lựa những cái món xanh dương giống như tăng xác suất rơi phẩm này 6%, thì các bạn sẽ chọn những tinh linh có xác suất rơi phẩm đấy, các bạn dùng cho một cái loại này luôn. Có nghĩa là chúng ta dùng có ba ô ấy, nó chia ra, nó có chia ra, nó chia ra thì các bạn dùng những trang là giả sử như trang đó các bạn xài để tăng kinh nghiệm săn bắt, cái trang bạn xài để tăng đâm quái vật nha, để bạn đi mấy cái đột kích đi, còn cái trang bạn xài để tăng lớp đồ để đi farm này, hoặc là tăng lượng đồng nhận được thì tùy mọi người nha. Bình khoái là cái vụ tăng đất đồ anh em, đi mấy cái tăng đất đồ nó khoái lắm. Nói bạn thấy gom vừa quýnh không, gom một lần là quýnh nó đã cỡ nào hay không đấy. Chúng ta đợi thêm 10 giây thì quái nó ra thôi. Mà nhiều bạn làm cái gì mà người ta chen bên kia cứ chạy qua giết người ta. Nhiều bạn mình chơi thấy chơi cục súc dễ sợ. Phải kìa. Chơi đúng cục súc luôn anh em à. Mình lên cao cho dù mình cao mạnh hơn mình cũng chả bao giờ mà mình chơi cục súc như vậy luôn. Đấy không? Có mấy ông. Mấy ông đó là ông đi kiếm boss. Nó làm gì chả hiểu. Đậu xanh nó chạy vô đây chi vậy ba? Ba có két lại con đâu mà chạy vô đây chi vậy? Sứ kìa chiếm bãi mình rồi, quỷ sứ. Mẹ nó yếu hơn mình khỏi còn coi cũng biết yếu hơn mình, nó nhìn cái cách đánh quái là thấy yếu hơn mình rồi. Thôi kệ đi. Lát nữa bạn nó đi à. Nói chung là cứ chen thôi. Ai ghét thì mình quýnh từ từ thôi, đủ sức mình thôi. Kệ đi anh em. Thì su cổ thì các bạn sẽ mua đồ ở trong huyền bí đỉnh này này. Nha, tùy mọi người. Ở qua đây ăn bot đi. Đừng ngon xíu rồi, con bot bên đây nè anh em. Má nhìn con bot mập thấy ghét ghê luôn. Bên đây có ai không ta? Bên đây cũng có người luôn anh em ơi.
chỉ bên kia thôi, bên kia bé kia nó két của mình rồi. Bé kia ơi. Này thì chúng ta farm tiếp, chúng ta còn 9 phút anh em à. Kệ cho bé nó farm đi. Biết đâu bé đó là fan cứng của YouTube mình sao vậy? Đấy, mình lỡ giết fan của mình cái là đội quần thiên hạ luôn. Này, xong rồi chúng ta quýnh bên giải bên đây xong chúng ta sẽ qua phụ bé đó. Dọn quái cho lẹ mất công bé nó sẽ bị chết, đúng không? Nè này, để giúp dọn bé đó dọn cho lẹ không thôi bé nó sẽ bị chết. Kéo rồi này. Lùm được một xu bạn thấy không, thấy mình tốt bụng không? Mấy cái sắt đá này này là nguyên liệu để các bạn chế đồ nha. Thì khi bạn chế đồ hiếm ấy thì bạn phải lợi cái ông Thanh Long ngay chỗ ông chế đồ Tàu Thanh Long ở ngay chỗ thành Bichan đó, chứ chúng ta không có chế tạo ở trên cái kia được nha. Nói chung chế tạo đồ thì level cao tốn lắm mọi người ơi, tốn lắm. Như bạn nếu mà không đổi thép qua ấy, chúng ta không đổi thép thì chúng ta có thể lấy cái đó, lấy cái thép với chúng ta úp úp đồ cũng được, tùy mọi người nha. Thấy không? Cho bạn kia nửa bãi, mình farm nửa bãi mình vẫn được. Chứ không còn gì phải két của anh em hết á. Nhiều bạn chơi game này làm như thế ghê, các bạn chơi dài lâu chứ không phải chơi 1-2 ngày đâu mà các bạn cứ gán farm chi. Nói chung ngày cũng hơi quải ha. Còn cái đột kích với đột kích chùm thì nói chung cái này mình khó hướng dẫn mọi người. Cái đột kích với đột kích chùm thì nói chung cũng dễ rồi nha anh em. Cái anh em cứ lựa những người mà đâm cao ấy đi trước nha. Nói chung cũng khó nhưng mà từ từ anh em sẽ cố lên nha. Mấy cái game này chơi cũng hơi cực ấy chứ không phải dễ với mọi người tưởng đâu nha. Hơi cực luôn ấy. Đây phía chính giữa như tụi đi sao ta, đi phía chính giữa bạn kia hết giờ rồi, chúng ta là giữa chúng ta farm thấy không, thấy không có gì đâu phải két, thấy không, từ từ có vải cho anh em này. Này ra giữa thôi, ra giữa thôi, ra giữa thôi, rất là easy luôn, con chùm luôn, có con chùm luôn, có con chùm luôn. Ô máu nó hết trơn ra. Xu cổ tè lấy xu hết luôn. Trời ơi, quýnh một cái kìa. Má mày thi quýnh không? Ngon lành đó, xong chúng ta quay lại thấy không, có bãi trên thôi, quay lại tiếp tục, chúng ta đợi 5 giây, đợi 5 giây cho quái ra chúng ta lúc tiếp nha. Trời trời trời, ông nội ơi, thôi ông nội ơi, tha con đi ông nội. Lúc tiếp thôi, rất là dễ. Cái cơm kia có ra không?
cỡ mầm kia chạy ra cái thấy mẹ nghe không farm rất là dễ nha. Để ra cho nhiều bạn chưa biết cách farm được nãy giờ được nhiêu bài cả ta được 200 bài này đây sắp được 200 anh em đây chúng ta đợi 5 giây chúng ta đợi 5 giây để quái hồi ra lại đây các bạn thấy không không có cần gấp gáp gì nhiều bạn cứ chạy qua chạy lại thì các bạn đi phòng hình vua thuật này ấy nhiều bạn sẽ lúc đầu thiếu đá ấy, thì các bạn đi phòng phòng hắc cái phòng đá ma thuật cũng được nha đi tầm một hai lần là đá các bạn đầy đủ sách rồi nên không cần nữa quan trọng đi farm đồng ông nội nào chạy vô vậy đậu xanh ông nội ông đó ông đi rồi bạn ơi ông thấy kết không lại mình ông đi thấy không có nhiều người thấy thấy mà kết không lại họ tự đi thôi nha mọi người muốn cần thiết y bên kia cũng có người đi rồi anh em ơi thấy không họ thấy không kết không lại tự đi thôi rất là dễ ây à. Ây à. Đi được cái quần xanh cũng ngon cái quần xanh thêm tí hồng chung đi cái này bạn cầm tay thì nó hơi tốn thời gian xíu nhưng mà gán thôi đây xong để coi đang thấy hai con boss bên kia mà ta hai con boss bên kia bạn kia không ăn hay sao mình ba ăn con boss coi hai con boss thì lâu lâu nó sẽ rớt đồ cho mọi người ngon hơn xíu thì nói chung các bạn sẽ cày lên 40 thì mất tầm 3 ngày rưỡi tới 4 ngày là nếu mà cày ở mức trung bình thôi nha còn cày nhanh đồ mình không biết bao nhiêu ngày chắc tầm 2 ngày lên nổi không ta có thể nha thì tùy mỗi người thôi nha nay thì mình cũng sắp hết giờ rồi chắc đợt này thêm một đợt nữa anh em nay thì nếu mà ba trong vòng một phút farm ấy thì 30 phút ấy thì chắc được 30 đợt nha anh em 30 đợt thôi cũng ngon ấy đợt cuối mà cho con boss nó thơm chứ đợt cuối 20 mấy giây bậy nha bạn ơi mình còn đợt cuối rồi bạn đừng có làm như vậy bạn ơi mình còn có đợt cuối mà tại sao lại hay làm cái trò như vậy này nha xong hết luôn mọi người nha thì mình xin kết thúc video hướng dẫn anh em hình phun ma thuật ở đây nha nha
thì mọi người cái thời gian rảnh thì các bạn đi hình vuông nha. Cái này các bạn để đổi đồ này, những cái nguyên liệu để đổi đồ này, còn những nguyên liệu để chế nha. Cái xu này các bạn để ép, còn cái quần này các bạn đừng có bán. Những cái quần áo này các bạn đừng có bán nha. Giả sử mấy cái này này, mấy cái quần đồ này các bạn coi trong sách cổ các bạn cần ép lên level bao nhiêu. Nếu ép lên tầm cộng 6 á, thì chơi. Đây, ép lên test vật lý này, quất luôn. Nhiều bạn cứ không có quan tâm này, quất luôn này, chúng ta quất cộng 5 để làm chi? Để các bạn lấy cái sách cổ test vật lý, nó quan trọng lắm nha. Quan trọng sau này kiếm mấy cái test khó lắm. Này, thất bại thì không, ủa thất bại mất luôn cái quần rồi. Bà mẹ nó, hồi nãy em ép cái quần cộng 6 đúng rồi. Cay thế nhờ. Má mất luôn cái quần rồi anh em ơi, ngu không? Má mất luôn cái quần của tôi rồi. 2, 3, 4, 5, đây, 5 rồi này, đây, xài cái quần đi. Xài cái quần đét vật lý này, các bạn đăng ký vô, xong rồi test cái áo này, cường hóa lên. Này. Nó sẽ hao hắc hắc ám tí xíu, nhưng mà sau này các bạn mạnh lên ấy, các bạn sẽ bù vô chúng ta đi săn boss này nọ nha anh em. Này, sẽ tốn hắc ám khá là nhiều, với tốn có khi vài chục tới vài trăm ca đấy anh em. Này. Đăng ký tiếp. Thì thiếu đồ dài này, chúng ta có vũ khí này, cây vũ khí cộng cây vũ khí tăng thời gian choáng, thì nói chung mặt này cần không ta, mặt này kỹ năng là mình coi kỹ năng của mặt này ấy, nếu mà choáng thì còn mặt này là hình như là đâu phải choáng đâu, tăng red hà rục đồ này là ấn lạnh nha anh em, bị ấn lạnh hoặc áp chế choáng không khó thì nói chung không có xài. Xong các bạn vào tiếp này, các bạn coi tiếp này, những cái cây này các bạn cần không này. Sách cổ này, mình sai rồi này, thôi một cây này. Phép thuật thì không cần đây, cái cây này này. Cuộn hóa thôi. 2, 3, 4, xong đó các bạn thấy không? Là xong cuốn sách cổ này. Đó, cái những cái dòng các bạn cần ấy thì bạn quăng vô đây. Tiếp tục này, tăng thành công suy nhược. Câm lặng thì ok, thành công hạ đục này, cái hạ đục này cần này. Cái hạ đục này á, là chúng ta quýnh cho tôi gục ngã ấy. Xong rồi chúng ta combo chiêu cái này rất là cần này. Đây, mà cái này chưa, mình lấy cái kia trước đi. Còn cái nào không ta? Cái quần cộng 6. Hết rồi mọi người. Nha, để mình coi còn cái quần này trong sách cổ có không? Tăng thành công gây choáng, không cần thì bán nha, chúng ta bán cái quần này nha. Chúng ta coi cây nỏ này cần không nha, các bạn cứ coi đây này, sau bấm sách cổ nha. Cây nỏ này HP này, HPS tất vật lý này, đù mẹ cộng 7 luôn, kinh dữ vậy. HP cộng 7. Đây cái này cũng được nha, chúng ta quất luôn. Đây cây nỏ này này. Tưởng gì ra nỏ lên nó cộng cộng 6 thì các bạn chơi được nha. Đây cộng cộng 6 thì hên xui. Cái cộng 6 hên xui nha anh em. Cộng 6 là 3% và có thể bị mít luôn nha. Mít là mất luôn nha. Đây, thanh xui này các bạn coi này. Nếu mà lên mà bị mít là bị mất luôn nha. Mất luôn cái cây nỏ nha, nhưng các bạn cứ chơi thôi. Mình đó, mẹ bay luôn cây nỏ rồi. Mẹ nó cây nha, đúng là cái số xui không tả được. Cây quá anh em ơi, số mình xui vẫn xui đó giờ rồi. Tăng thành công đây choáng, tăng thành công hạ gục, nói chung hết rồi. Estate pháp thuật chính xác. Hết rồi. Chính xác thì cũng cần này đây. Quất vô luôn. Nãy giờ bạn thấy mình tiêu thế bắt ám mà nãy bạn thấy không? Mình tiêu nãy giờ cũng 100k đấy, bạn thấy không? Nói chung nhiều bạn sẽ không muốn tiêu, nhưng mà đối với mình là nhiều bạn sẽ muốn kiếm một ngày vài trăm ngàn, thì tại vì đó nhu cầu mà mình muốn kiếm nhiều hơn. Nên việc đầu tiên của mình là phải tìm hiểu về game, trải nghiệm game nha, nên mấy cái việc này mình không có tiếc tiền nha. Đây lên tiếp này, lên má mất cái vũ khí luôn, cây nhờ. Đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha, thì mình hướng dẫn sơ cho bạn rồi nha. Cứ sách cổ bạn quăng vô này, quăng vô sẽ được những cái dòng của sách cổ này nha. Các bạn cứ quăng vô sách cổ này sẽ có được cái dòng này. Bạn thấy sách cổ của mình không, này HP này, MP này, mana thì cần để chúng ta này, này thấy không, tăng đam rít nào này. Này nói chung các bạn nên tập trung những cái này trước nha anh em. Này lên luôn.
Thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Một nữa xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Và các bạn nếu thấy video mình hay, hữu ích, các bạn đừng quên like và đăng ký kênh. Chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video kỳ sau.